Và giờ đây thì để đi vào chương trình sinh hoạt hôm nay thì Trung Quân cũng nhận được mệnh đề thứ nhất trong chương trình nghi vấn hôm nay do Quân Tịnh Hữu vừa mới nêu lên. Nhờ đồng đạo chia sẻ giùm 8 câu trong bài Không Buồn Ngủ. Trời xanh muỗi là loài thường hút máu, cũng lắm người mượn kế ấy dung thân. Nên thở xưa trời sắp cuộc phong thần, diệt kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện. Mong tạo hóa sắp xong tuồng cổ điển, đặng nhân sanh kiếm cảnh thái bình hòa. Ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, gắng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Kính mời chư quý đồng đạo chia sẻ giùm thành thật tri ân. Dạ cảm ơn Quỳnh ạ. Dạ giờ đây thì cũng cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Giờ đây xin kính mời Quỳnh Tịnh Hữu và toàn thể chư quý đồng đạo ngồi lắng nghe qua sự chia sẻ của Quỳnh Hoài Bảo, chia sẻ qua mệnh đề số 3. Giờ đây xin trân trọng kính mời Quỳnh ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, kính thưa chú Tịnh Hữu, với đoạn thánh ngôn của chú đưa lên và được chú xuất xứ trong bài Không Buồn Ngủ là trời xanh muỗi là loài thường hút máu, cũng lắm người mượn kế ấy dung thân. Nên thở xưa trời sắp cuộc phong thần, diệt kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện. Mong tạo hóa sắp xong tuồng cổ điển, đặng nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa. Ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Thưa quý vị, trời xanh muỗi là loài thường hút máu. Tại vì muỗi là cái loài quá xanh. Thế cho nên Đức Thầy dùng cái từ là trời xanh muỗi. Tức là cái loài quá xanh, cái loài này là nó nhờ máu mà nó sống. Nhưng mà cũng lắm người mượn kế ấy dung thân. Có nhiều người người ta cũng hút máu dân á. Ta cũng hút máu những người mà thấp kém hơn mình. Rồi mình nói thì ta nói muỗi nó còn hút máu người. Thế cho nên là cũng lắm người mượn cái ấy dung thân. Có người, có những người người ta dí mình cũng giống như là con muỗi vậy đó, cần phải có máu mới sống được. Thế cho nên họ thẳng tay họ áp dụng cái chương trình là chúng nằm không hưởng của quạnh tài để khốn khổ mặc ai tố kệ. Họ bòn rút của nhân dân, họ bòn rút của những người ngu dốt. Họ bắt những người ngu dốt làm để họ dẫm lên cái sự sống của người ngu dốt đó mà họ sống. Chẳng hạn như quý vị thấy như ngày xưa những ông hội đồng. Ông hội đồng đó cho dân mướn đất. Cho dân mướn đất rồi bây giờ đó lại là bị với cái tay của cọp rằn nữa. Ông cho cọp rằn nữa. Thành ra là rất nhiều khổ sở. Nếu quý vị còn nhớ ông thầy Ca Dược không? Ngày xưa đó là ông cho mướn đất đó là ông đo bằng dây sắt. Ông đo bằng dây sắt. Mà ông đo tới cái lung á là cái nhựa sắt nó quằn xuống theo cái lung, tức là một công á, nó còn lại là giỏi lắm mà 2 gốc 3 mà phải đông lúa một công có đó gọi là muỗi hút máu đó. Thế cho nên khi mà ông gặp được Đức Thầy rồi á, Đức Thầy mới cho ông mấy câu thơ: Nam mô dây sắt đo dùng, một công 4 dạ dũng lung không trừ. Nam mô Quan Âm Như Lai, kho tôi đầy lúa mặc ai khổ sầu. Nó còn nhiều câu lắm quý vị ạ. Đó là ông thầy Ca Dực á. Mà ông thầy Ca Dực là ở Thốt Nốt nè, chứ nó không có đâu xa. Thưa quý vị, như vậy thì những cái ông hội đồng ngày xưa, những cái người cọp rằng ngày xưa đó, họ dẫm lên xương máu của nhân dân mà họ sống. Nên họ cũng giống như là cái loài muỗi mà nó hút máu vậy. Vì nguyên nhân đó mà hôm nay cuộc phong thần trở lại. Mà Đức Thầy cho biết là xem chung cuộc phong thần trở lại. Ngày xưa tại sao có phong thần? Là tại vì Trụ Dương vô đạo. Trụ Dương hôn quân. Nếu mà Trụ Dương là một minh quân, Trụ Dương là một cái người yêu dân như con đỏ thì không bao giờ có cuộc phong thần xảy ra. Nếu Trụ Dương mà tốt giống như là tổ phụ của mình là Thành Thang đó thì không bao giờ có cuộc phong thần xảy ra. Tại vì hôn quân quá vô đạo, đam mê tửu sắc, giết là hại trung thần, rồi giết vợ hại con, nên từ chỗ đó đó mới có cuộc phong thần. Thì hôm nay cũng vậy.
Sở dĩ mà Đức Thầy lập cuộc phong thần tại thế đó, sau này đó, là tại vì con người quá tàn ác. Chúng sanh tàn ác cũng là vì tham. Đó, từ chỗ đó mới sắp cuộc phong thần. Mà cuộc phong thần đó là diệt đi kẻ bạo. Như vậy thì hôm nay ai là kẻ bạo thì có chừng á. Ai là kẻ bạo thì có chừng á. Rồi đây sẽ bị diệt vong. Gọi là dư đảng dọc ngang cấp Maha, phồn qua đô hội lưu văn quyết dư đảng dọc ngang cấp Maha. Nên thuở xưa trời sắp cuộc phong thần diệt kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện. Đưa ra cái hội phong thần, tức là cái hội tuyển chọn người hiền, cái hội xử phân kẻ dữ, đó là cái hội Long Hoa. Mà ngày xưa Khương Tử Nha có cái trách nhiệm là lập bản phong thần. Ngoài Khương Tử Nha ra không ai lập được cái bản phong thần. Dù cho ông Khương Tử Nha là một người đệ tử nhỏ nhất của ông Quan Thủy Thiên Tôn, thế mà ông phải có cái sứ mạng lập bản phong thần. Hôm nay Đức Thầy chúng ta có cái sứ mạng lập bản phong thần. Đức Thầy chúng ta có cái sứ mạng là lập hội Long Hoa. Mà Thầy cho biết là đến kỳ thi danh Thầy chạm bản, trên đài cao gọi các linh hồn, nên Thầy cập sắp cuộc phong thần tại thế đó. Mà quý vị biết cuộc phong thần đó là cái người nào mà tà đó là họ sẽ bị diệt vong. Thì quý vị thấy cái khi mà Quan Thủy Thiên Tôn nè, rồi Lão Tử nè, rồi Thông Thiên Giáo Chủ nè, mới đi một cái ngày phó hội để mà cho thầy mình là Hồng Quân Lão Tổ giải diệt, thì thầy cho biết là lập cái hội phong thần, lập cái bản phong thần. Mà bản phong thần thì tên của triệt giáo rất nhiều ở trong bản phong thần đó đó. Mà triệt giáo tức là đệ tử của Quan Thủy, rồi đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ. Nên là Thông Thiên Giáo Chủ về mới viết mấy câu thơ trên Bích Vô Cung, là đóng cửa tụng Quỳnh Đình chờ ngày trời ban quả, nếu lách mình qua Tây Thổ ắt tên đứng bản phong thần. Ông răng đe như vậy đó. Thế mà đệ tử của ông vẫn xuống để mà phò nhà trụ đánh lại nhà Châu, với cái lời xúi dục của Thân Công Báo, nên cuối cùng là vô bản phong thần hết quý vị ạ. Như vậy thì cứ con người mà làm những chiều sai, làm những điều quấy, phò kẻ tà diệt kẻ chánh, thì người ấy sẽ bị diệt vong. Thế cho nên là xem chung cuộc phong thần tại thế, tức là phong thần sau này cũng y như ngày xưa vậy đó. Mà cuộc phong thần này là lọc lừa người thiền á, cứu lương hiền chẳng cứu người hung kẻ gian ác, đến sau tiêu diệt. Rồi mong tạo hóa sắp xong tuồng cổ điển. Cái tuồng cổ điển là tuồng gì? Cái tuồng cổ điển tức là tuồng xưa kia, là những điển tích xưa kia, là những cái điển tích mà chỉ cho những người hiền. Bây giờ đó, cái tuồng đó là cái tuồng Thuấn Nghiêu, cái tuồng đó là cái tuồng Thái Hòa, cái tuồng đó là cái tuồng Tuyệt Hảo. Mà cái tuồng Thái Hòa Tuyệt Hảo thì quý vị thấy vào cái đời Tam Hoàng Ngũ Đế. Cái thời Tam Hoàng đó là cái thời Thái Hòa, mà cái thời Ngũ Đế đó là cái thời Tuyệt Hảo. Đó là cái tuồng cổ điển. Nên Đức Thầy hôm nay là mong tạo hóa, chứ tạo hóa tức là chỉ cho đấng thiên công, là luật công bằng. Lập lại cái tuồng xưa đó là thuở xưa thời buổi Thuấn Nghiêu, Thái Bình Thạnh Trị, mến yêu kháng tình. Thì hôm nay mà lập xong cái tuồng cổ điển đó rồi thì đặng nhân sanh kiến cảnh Thái Bình Hòa, con người sống cái cảnh rất là an lạc. Vì con người sống đời thượng nguyên đó là một cái người sống rất là nhàn. Sống đời thượng nguyên không còn lo nữa. Và cái cảnh trí thượng nguyên đó là rất là tốt đẹp. Thổ xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu, an vui chứ chẳng khổ sầu điều chi. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai ai cũng đều hiền đức thông minh. Thưa quý vị, đó là cái cảnh trí Long Hoa. Dạ, trong sách cho biết đó, cái cảnh Long Hoa đó là xuân thu phong lễ thuận, tam nhật vũ cam kỳ, phong suy vô lạc diệp, mãn địa phụng trình tri, thiên vô sanh độc khí, địa bất xuất mang di, nhân vật giai hòa lạc, hàm phô cổ phúc thì. Tạm dịch là đời thời thượng nguyên có hai mùa xuân và thu. Mùa xuân là ấm áp, mùa thu là mát mẻ, rất là thuận, không có trái mùa trở gió. Rồi tam nhật vũ cam kỳ tức là ba ngày có một trận mưa rất là ngọt ngào. Rồi phong si vô lạc diệp tức là gió thổi lá cây không có rụng. Rồi mãn địa phụng trình tri tức là mặt đất thì phụng múa đầy độc. Thiên vô sanh độc khí có nghĩa là trời không sanh khí độc.
Địa bất xuất mang di có nghĩa là đất không có một gai nhọn. Nhân vật giai hòa lạc tức là người cùng vật sống chung không có ai sợ ai hết. Hàm phô cổ phúc thì tức là ăn rồi dỗ cái bụng mà ca không còn lo nữa. Gọi là kiến cảnh thái bình hòa lại cái chỗ này. Rồi mới ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa. Chỉ ngỏ lời khuyên tức là Đức Thầy kêu gọi nhân loại là tiếp chung, gần cũng như xa. Để làm gì? Ráng tu tỉnh. Tu cái gì? Đặc biệt cái chỗ tu tỉnh. Chữ ráng là hết sức mình. Ráng là lấy hết sức mình. Chứ tu tỉnh. Chứ tu là sửa. Chứ tỉnh là xét biết. Vì thì cái người tu, người trao sửa phải xét biết. Chứ nếu chúng ta tu mà còn dị đoan mê tín, chúng ta tu mà còn nhẹ non lòng nhẹ dạ, nay dày mai khác, không có sự lập trường, thì cái đó không phải là tu tỉnh mà đó là tu mê. Vậy thì cái người tu tỉnh để chi? Để hưởng đời chung cực lạc. Cực lạc tức là cái sự vui cùng tột. Ở đây đó, tại vì dùng cái từ cực lạc là ngày xưa khi mà Bồ Tát A Dật Đa ngài phát thệ nguyện đến đời thượng nguyên, thì cõi cực lạc có gì thì cái cảnh thượng nguyên của ngài có nấy. Nó cũng giống y như cõi cực lạc vậy. Thưa quý vị, như thì cái từ cực lạc ở đây là cùng vui cùng tột, không có sự khổ. Đó là chỉ cho cái cõi đời an lạc. Vì trở lại, trời sinh mũi là loài thường hút máu, cũng lắm người mượn kế ấy dung thân, nên thuở xưa trời sách quật phong thần, diệt kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện. Mong tạo hóa sắp xong tuần cổ điển, đặng nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa, ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Qua đoạn thánh ngôn này, theo cái thấy riêng của Hoài Bảo là được bao nhiêu mà nãy giờ trao đổi cùng quý vị nói chung và với chú Tịnh Hữu nói riêng, còn lại bao nhiêu nữa thì Hoài Bảo cũng xin trân trọng kính mời các bậc cao minh cao đồ của tổ thầy, các bậc thiện trí thức cũng như tất cả chư quý vị hiện hữu hãy vui lòng bổ chính thêm. Hoài Bảo xin cúi đầu ghi nhận, và giờ đây Hoài Bảo xin dứt lời, cũng kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe sự chia sẻ của Hoài Bảo, và kính cảm ơn những cái tràng pháo tay, cảm ơn những cái cành hoa của quý vị là một cái món quà khích lệ cho cuộc đời của Hoài Bảo. Hoài Bảo xin thân ái kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mời Trung Quân nhận mic nha. Nam mô A Di Đà Phật.